giới thiệu anh em một con xe đạp road. Ôi, road đấy mà toàn cấu hình MTB này. Hả? Em phanh dầu bóp một ngón lại còn lip 3 tầng, à lip 13 tầng to như thế này. Những người có ít kiến thức có khác. Đây là Twitter Cyclone nhá anh em nhá. Cấu hình khung nhẹ nhàng này, thiết kế khí động lực học này, tăng tốc nhanh thế này lại bảo là địa hình á. Địa hình làm sao còn nhẹ như này được. Là ghi đông thẳng thôi, nhưng mà thiết kế rất là thon gọn. Rồi anh em tối ưu hóa hơn tốc độ nhá, lại còn có cái này này. Nhẹ nhàng, tình cảm ở chỗ này này. Nhưng mà đĩa to này thì đạp càng nhanh chứ sao. Clip của địa hình thì đã làm sao, nhanh là được. Ôm muốn nổ. To như thế này lại bảo là của địa hình nhá. Không có đâu. Đùi trùng rỗng. Nhỏ này tối hóa tốc độ lại bảo địa hình á, không có đâu. Thì làm gì có cái lốp 700x25C này, lướt này. Làm gì có cối nổ carbon này. Làm gì có phanh đĩa dầu này. Địa hình hay road thì có thôi, nhưng mà thực ra đây là một xe đạp road Twitter Cyclone nha anh em nhá. Giá thì chưa tới 20 củ đâu anh em ạ. Anh em nào mà cảm thấy ưng ý về chiếc xe đạp này ấy, thì có thể nhắn tin cho mình.